Thưa quý vị, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt trong một vụ sập tòa nhà 2 tầng tại bang Plateau miền Nam, Trung Nigeria. Truyền thông địa phương cho biết thì tòa nhà nằm trong khuôn viên học viện xanh của cộng đồng Busabudi ở Jot Nod đã bất ngờ bị sập ngay trong giờ thi. Vụ tai nạn gây lo ngại về con số thương vong đối với các học sinh và giáo viên. Cho đến nay thì 5 học sinh đã được giải cứu khỏi đống đổ nát, trong khi lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy 8 thi thể. Cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp quốc gia cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn. Các vụ sập nhà xảy ra khá thường xuyên tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này do việc thực thi lỏng lẻo các quy định về tiêu chuẩn xây dựng.